Rồi, chào quý vị và bạn trở lại với channel hồng Chơi à, Của hiếm khó tìm thì chắc là bây giờ chúng ta phải nói đến mấy cái đầu xe Ford Ranger à, Thật sự thì à, Rất chúc mừng các bác nào mà mua xe vào khoảng à, cuối tháng 10 đầu tháng 11 Chúng ta vừa được à, giảm giá, vừa được ưu à, đại thuế Còn các bác mà đang có nhu cầu mua xe trong thời điểm này ấy, thì à, Thật sự là thứ nhất là xe rất là ít Thứ hai chúng ta không có nhiều lựa chọn về màu sắc Thứ ba là giá bán cũng khá là căng so với thời điểm trước hiện nay thì với phiên bản Y-Check 2 cầu thì bên em đang có chương trình nhận ăn bánh nó đâu đó vào khoảng tầm 970 975 triệu đồng và không kèm theo phụ kiện gì cả nhé à, với các bác mà mà đang tìm hiểu quay ấy thì đều biết là cái mức giá hiện nay thì toàn bộ đầu xe đăng cơ chứ laptop đều được hỗ trợ 50% thuế trước bạn nên là chúng ta có cái mức giá thuế khá mềm vào khoảng 3 phần trăm thì uh, hiện nay chúng ta lăn bánh cái mẫu vai trách này sẽ dao động chỉ khoảng tầm 950 triệu đồng thì uh, nó rẻ hơn thời điểm trước khá là nhiều và với phiên bản là vai trách thì chúng ta hiện nay chỉ còn vai trách hai cầu Bitubo thôi nhá còn uh, các bác muốn mua rẻ hơn một chút thì chúng ta mua Ranger XLT Limited uh, giá niêm yết là 799 triệu đồng và hiện nay thì bọn em uh, cần khuyến mại thì chắc là các bác liên hệ trực tiếp giúp em. À, lăn bánh đâu đó thì chúng ta đóng vào khoảng tầm 20 triệu tiền thuế thôi và khoảng tầm 5 7 triệu tiền đăng ký đăng kiểm. Thì chúng ta sẽ lăn bánh được chiếc xe này, đâu đó khoảng 825 triệu, tương rẻ hơn phiên bản hóa trách và khoảng 120 triệu đồng. À, em lưu ý nhỏ với các bác là những cái mẫu xe ở dưới như là đăng cơ XL hai cầu số sàn 616, đăng cơ XLSMT số sàn 630 triệu đồng thì gần như là toàn bộ hết xe trên thị trường mà dồn tất cả vào Ranger XLS số động một cầu hiện nay thì còn khá ít màu đa phần các màu thì hiếm xe giá thì có thể sẽ dao động thêm những cái xe mà đã lắp sẵn phụ kiện trưng bày trong hãng thì bọn em đang có sẵn một chiếc Ranger XLS số động một cầu màu đỏ và màu trắng giá bán thì các bác liên hệ giúp em nhé ngoài ra thì bọn em cũng có cả, sẵn xe nhập khẩu tuy nhiên thì nhập khẩu thường sẽ có màu ghi vào hoặc màu đen thôi đó thì mình đang có nhu cầu mua tìm hiểu những cái mẫu xe của Ford Ranger thì uh, vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline trên màn hình giúp em giá bán thì uh, thật sự là các bác tìm hiểu về xe biết rồi cái xe Ford nó thay đổi theo ngày theo giờ nên bọn em uh, cũng rất là khó ra video để cập nhật cho quý anh chị Thế hiện nay thì uh, mình sẽ ghi nhận giúp em là từ giờ đến khoảng uh, giữa tháng 1 thì lượng xe rất là ít và cái giá bán thì khuyến mại sẽ tùy thuộc vào từng khả năng của mỗi sale và tùy thuộc vào từng đại lý nên là để có cái giá bán tốt nhất theo thời điểm mà mình tham khảo trên video nhận thêm khuyến mại thì anh chị alo trực tiếp giúp em nhé để bên em uh, kiểm kho cũng như là tư vấn về các sản phẩm tốt nhất vì thời điểm này uh, mua for và mua bán tải thì chúng ta nên nghe tư vấn để lựa chọn cái mẫu mã hợp lý tránh đầu tư quá nhiều vào giá xe phụ kiện rồi xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo